Ngày thi đấu quyết định của giải bóng đá cúp thắng lợi trong khuôn khổ Olympic 2030 lần 5 năm 2019. Thời tiết ủng hộ khi trời mát, gió nhẹ, điều kiện lý tưởng cho các trận chung kết của cả nội dung bóng đá doanh nhân, bóng đá nữ và bóng đá nam. Trận chung kết, đặc biệt chung kết của bộ môn bóng đá thì chắc chắn đội nào cũng tham vọng vô địch. Nhưng chức vô địch thì chỉ có một. Và cuộc đối đầu giữa Liên Quân Nhân Hậu và K9A1FC ở bảng doanh nhân, các chân sút trong trang phục màu xám của K9A1FC tiếp tục cho thấy phong độ thi đấu ổn định. Họ giành chiến thắng với tỷ số 5-1, qua đó xứng đáng bước lên ngôi cao nhất. Bóng đá nữ thi đấu thể thức vòng tròn, nhưng vô tình trận đấu cuối của mùa giải giữa Novaland và Viettravel cũng chính là trận đấu quyết định cho chiến cúp vô địch. Novaland thi đấu chắc chắn và họ tổ chức tấn công có phần sắc sảo hơn. Kết quả chung cuộc 2-1 nghiêng về các cô gái áo xanh cũng đồng nghĩa Novaland chính thức giành ngôi cao nhất nội dung bóng đá nữ. Viettravel xếp vị trí thứ hai chung cuộc. Thưa quý vị, và bây giờ là trận chung kết nội dung bóng đá nam Olympic doanh nhân 2030 năm 2019, Thắng Lợi Group và Sài Gòn Thăng Long. Thì bây giờ hiệp một bắt đầu xuất cuộc hai đối thủ. Trong màu áo đen quen thuộc kể từ đầu giải, Sài Gòn Thăng Long tiếp tục thăng hoa với lối đá đẹp mắt và cống hiến. Không cần tốn thời gian để thăm dò lối chơi của đối thủ, Sài Gòn Thăng Long nhanh chóng áp đặt lối chơi trước Thắng Lợi Group. Để rồi kết thúc hai hiệp đấu, Sài Gòn Thăng Long có chiến thắng ấn tượng 7-0, qua đó bước lên ngôi cao nhất của nội dung bóng đá nam Olympic 2030 năm 2019. Thì số đã tới rồi.